Hiếu Minh Auto xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu thương trên mọi miền Tổ quốc nhá. Thì hôm nay trong video ngày hôm nay em tiếp tục giảm giá cũng như tri ân khách hàng nhân dịp lễ ngày 30/4 1 tháng 5 thì em tri ân một năm nay thì đâu biết thì một năm thì để một ngày lễ thì rất là ít chỉ tính ra là 2-3 lần thôi. Thì đợt này em sẽ khuyến mãi trước ngày lễ tầm hơn 10 hôm để phục vụ các bác. Thì riêng ngày hôm nay em sẽ giảm giá hai sản phẩm. Thì trước đó video trước em đã giảm giá sản phẩm vang, thì trong video này em xin giảm giá sản phẩm mic bác nhá, mic dòng mic Shure UGX125 mã, dòng mic Shure tự ngắt bác nhá, cực kỳ chất lượng, hàng chuẩn loại 1. Thì hàng về hôm trước em có giới thiệu bác là em về rất nhiều hàng. Với những sản phẩm mới này em xin nhắc lại này, em có cả đổ cả buôn xỉ cho các anh em cửa hàng. Thì hôm nay trong video này em xin báo giá luôn hiện tại cho bác luôn một giá tri ân. Vì đợt này em muốn là tri ân một khoảng thời gian dài, là thứ nhất là gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác và tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ cửa hàng Hiếu Minh rất nhiều, và đó cũng là niềm động viên cho bản thân kênh của em cũng như cửa hàng. Và hiện tại vừa cái chương trình tri ân giảm giá này thì cũng là một món quà nhỏ gửi đến toàn thể các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc, cũng như là xin cho Hiếu Minh gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác. Và giá hôm nay Hiếu Minh bán đối dòng mic Shure UGX125 mã này em xin báo giá hiện tại trong video này nhé, giá hiện tại thôi là 2.100.000, 2.100.000 em khuyến mãi các bác 2.100.000 bác nhé. Chân đề dòng mic Shure tự ngắt hàng chuẩn loại 1, các bác nhận hàng đối dòng Shure của Hiếu Minh thì có thể là mở men mạch ra xem thoải mái bác nhé. Đây, với thiết kế 4 hộp Shure thu sóng và rất nhiều linh kiện với vỉ men màu xanh cực kỳ chất lượng, có phủ đây như bác biết là đi các bác đi làm dây chuyền hay là các bác đi làm thợ điện với là phủ bóng này, là phủ bằng cồn bóng cực kỳ chất lượng để cho tránh tình trạng ẩm mốc hoen gì cho linh kiện. Bác nhìn cái nước sơn rất là sạch đẹp. Đấy, rất nhiều chip IC xử lý, đây có một con chip chính nhé, chip to chính này xử lý toàn bộ, và rất nhiều con IC. Và thiết kế gồm rất nhiều các chở những hay những con tụ, nhưng đây là tụ dán thôi nhá, tụ dán này, hoặc những con tụ nhôm cực kỳ chất lượng. Và thiết kế gồm hai kênh, để hai kênh nhá, hai kênh từng người nó sẽ gồm hai cáp đi vào hai đèn, đấy hai đèn màn hình riêng biệt cho kính A và kính B, bác nhìn rõ nhé, hàng chuẩn là một, bao giờ bác để ý thôi. Bác phải nhìn bên mạch, bác nhận dạng nhá. Và đây công tắc nguồn này bác này, nguồn đấy là dòng mic 3 số tự ngắt, chế độ tự ngắt thì nó thể hiện mute tè bác này đấy. Đây, cái màn hình hiển thị màu xanh và chiết áp volume hai bên. Và đây là sản phẩm hàng mới tinh bác nhá, hàng mới tinh phun bóc hộp đấy. Quyết mở anh đấy. Bên trong hộp thì em vừa bỏ cái đầu thu ra thôi, đầu thu ra thì bên trong nó sẽ gồm hai cái dâu này các bác này, hai dâu để các bác cắm dâu. Bác đối tổng mic này bắt xa tôi được khoảng 150m bác nhá, 150m bác lắp dâu vào bác nhá, lắp dâu rồi. Nhiều bác là nhận hàng là để cho em cái dâu ở bên cạnh này, cái gì này, nhiều khi là có những cái xốp này nó khép kín quá, nhiều khi bác không nhìn thấy là bác tưởng là không có dâu ở khe cạnh đây bác nhá. Đấy, lưu ý giúp em với. Và đây là hai tay mic này bác này, hai tay mic cùng với pin này dùng một lần nó bỏ bác nhá. Đối với bác ở miền trong này em chuyển máy bay là sẽ bỏ pin, vì đồ gây cháy nổ nên là người ta đi máy bay là sẽ bỏ pin, thì em sẽ trừ cho bác 10.000 bác mua pin bên trong, vì đôi pin nó cũng rẻ có mấy nghìn thôi. Và một cục adapter bác này, cục adapter chuyển đổi rất là to. Cục adapter với hai tay chống lăn bác nhá, và một jack số ly chuyển đổi cắm từ đầu thu xuống vang, hoặc là mixer hoặc âm ly này, và hai tay cuốn sách hướng dẫn đây, tay giữ cái đổ cho anh vào vặn cháy lên. Nếu biết cái điểm nhận diện của tay mic thì bác biết rồi, thì sẽ là men đỏ tụ vàng bác nhá, bác nhìn rõ cho em này. Đấy, quay rất là sắc nét này. Men đỏ tụ vàng bác nhìn nhá. Và tay mic phủ la lô bóng
bóng đen, tay mic cầm rất là đầm tay lắm. Đây rồi, nó có cái chế độ gạt là tăng giảm chét này, về khóa này trên tay mic nhá, rất tiện lợi, cầm rất là nặng và đầm tay. Thì như em nói thì hiện tại là với chương trình khuyến mãi cũng như là giảm giá trong thời điểm này sẽ là món ăn tinh thần cho tất cả các bác như âm thanh và cũng như là những bác đã ủng hộ của Hiếu Minh trong thời gian dài qua. Bác nào có nhu cầu về yêu mến đối sản phẩm Sure U Gấy 12 mã dòng mic tự ngắt bắt xa và cực kỳ chất lượng này thì đối với dòng mic này em bảo hành đến 1 năm bác nhé, thì bác có thể trực tiếp về bên Hiếu Minh qua 3 số điện thoại đây, hoặc truy cập fanpage là Hiếu Minh Auto hoặc website là hiếu minh auto.vn. hiện tại trên bên kênh của em là bán rất nhiều các dòng mic bác nhé, các bác lên website bác xem có thể lựa chọn với giá thành cực kỳ hợp lý và bảo hành hậu mãi tốt, và em có thể giao hàng toàn quốc. Các bác nào có nhu cầu ở xa thì liên hệ qua số điện thoại để em có thể lên đơn trước cốt CD bác, hoặc các bác có nhu cầu đến tại cửa hàng thì các bác qua 451 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được các bạn nhân viên hướng dẫn cũng như tư vấn, và các bác có nhu cầu trả góp đối với những bộ dàn hoặc những thiết bị thì có thể liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh. Các bác ở xa thì phải có thể đến tiêu dùng, hoặc các bác ở gần thì qua mang theo chứng minh thư, sổ khẩu đến cửa hàng em để làm thủ tục trả góp nhé. Và video của em đây là kết thúc, và cảm ơn các bác đã xem cũng như ủng hộ video của mình, và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác. Đối với sản phẩm của mic thì hàng em ra tận nơi, các bác nhận hàng kiểm tra đàng hoàng, mở cả đầu thu ra và tay mic ra xem đàng hoàng rồi thanh toán cho nhân viên lưu điện bác nhé. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.